Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Cách dạy con về tiền bạc của các tỷ phú trên thế giới. Những tỷ phú trên thế giới không chỉ giỏi kiếm tiền, mà họ còn rất chú trọng đến việc dạy con về giá trị của đồng tiền và cách ứng xử với tiền bạc. Mặc dù rất giàu có, nhưng các tỷ phú đều có cách dạy con rất riêng biệt. Đầu tiên, họ không để con hưởng toàn bộ tài sản. Dù là những người đứng đầu trong danh sách tỷ phú trên thế giới, nhưng Bill Gates, Warren Buffett hay Mark Zuckerberg đều quan niệm không để lại toàn bộ tài sản cho con. Họ đều có chung suy nghĩ rằng việc con hưởng tất cả tài sản khiến con mất động lực làm việc và đóng góp cho xã hội. Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập gã khổng lồ công nghệ Microsoft, cho rằng con cái không nên trông chờ vào tài sản thừa kế. Ông luôn dành thời gian đón con, luôn tôn trọng mọi ý tưởng của con, nhưng ông lại rất khắt khe với con về tiền bạc. Ông chỉ cho con một khoản tiền nhỏ đủ để khởi nghiệp. Đồng quan điểm với Bill Gates, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khẳng định con cái không nhất thiết phải thừa hưởng hết những thành quả lao động của cha mẹ. Tốt nhất là cho con cái đủ số tiền để chúng cảm thấy có thể làm gì đó và đừng nhiều quá đến mức chúng nghĩ chẳng phải làm gì, vẫn có tiền để mà tiêu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Như vị tỷ phú Michael Bloomberg, người giàu thứ 14 thế giới, cũng tuyên bố ông sẽ dành hết tài sản của mình quyên làm từ thiện trước khi qua đời. Hai, họ khuyến khích các con có một lối sống giản dị, học cách tự kiếm ra tiền. Tỷ phú Warren Buffett, nổi tiếng là người sống giản dị, dù thuộc top giàu nhất thế giới, ông vẫn sống trong căn nhà cũ và dùng điện thoại bình dân. Chính vì thế, cả gia đình vị tỷ phú này luôn luôn duy trì một lối sống giản dị và tiết kiệm. Con cái của ông được sống cuộc sống rất bình thường, giản dị như bao nhiêu người khác. Hồi nhỏ, họ vẫn tự đi bộ đến trường và học trường công như các bạn bè cùng trang lứa. Peter Buffett, con trai của Warren Buffett, từng chia sẻ rằng trong suốt nhiều năm, anh em nhà Buffett không biết cha mình làm nghề gì và cũng không biết gì về tiền bạc cũng như sự nghiệp lừng lẫy của vị cha của mình, một người cha giàu cách xù thuộc top giàu nhất thế giới. Giống như vậy, ba người con của Bill Gates đều sống khá giản dị. Hai con lớn của Bill Gates phải đợi đến sinh nhật 13 tuổi mới được mua điện thoại. Con gái út của ông thì phải đợi thêm một năm nữa mới được đáp ứng yêu cầu này. Hay như Chuck Finney, là người đồng sáng lập ra chuỗi cửa hàng mua sắm miễn thuế, chuỗi cửa hàng bán lẻ miễn thuế lớn nhất thế giới. Tỷ phú này rất quý trọng tiền bạc và ông cũng rất ghét phung phí nó. Quan niệm sống này đã được ông truyền lại cho 5 người con ngay từ khi còn bé. Mặc dù có tiền, nhưng tỷ phú này không muốn con cái trở thành những đứa con nhà giàu hư hỏng. Vì vậy, ông cũng để con cái tự lăn lộn kiếm sống từ khi còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành. Và cuối cùng, những vị tỷ phú này cũng tự làm tấm gương từ thiện cho các con học theo. CEO Facebook Mark Zuckerberg, dù đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, nhưng ông không hề nghĩ đến việc sẽ để lại tài sản của mình cho các con. Mark Zuckerberg và vợ quyết định tặng 99% cổ phần Facebook, khoảng 45 tỷ đô tại thời điểm cam kết, cho quỹ từ thiện Zuckerberg. Hay khi mọi người nghĩ đến Chuck Finney dạy con hà khắc như vậy, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng ông là một lão già, cổ hủ, tiết kiệm từng xu, bùn xỉn. Nhưng ít ai biết rằng trong những năm tháng thành công của cuộc đời, tỷ phú này đã dành phần lớn khối tài sản của mình đi khắp thế giới để làm từ thiện và chỉ chừa lại 2 triệu đô cho quãng đời còn lại. Các tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg
Michael Bloomberg đều ký Giving Pledge, cam kết dành phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Quan điểm dạy con về vấn đề tiền bạc của tầng lớp siêu giàu này có ảnh hưởng rất lớn và tốt đến những đứa con. Điển hình như ba người con của tỷ phú Bill Gates được cho là đều vui vẻ vì việc không thừa kế tài sản của cha. Thay vào đó, họ cũng rất chăm chỉ làm từ thiện như người cha tỷ phú của mình. Các tỷ phú đều có góc nhìn và cách dạy con rõ ràng, thẳng thắn hơn ở vấn đề tiền bạc. Những chia sẻ và trao đổi về giá trị tài sản của gia đình, quản lý tài chính cá nhân, kế hoạch thừa kế tài sản gia đình, con đường lập nghiệp riêng đều được các tỷ phú đưa ra để giáo dục cho con cái. Từ cách làm của các tỷ phú này, cha mẹ có thể rút kinh nghiệm, dạy cho trẻ bài học về tiền bạc càng sớm càng tốt. Nếu cha mẹ cứ ỷ hoàn cảnh gia đình mà mãi bao bọc che chở cho con thì con sẽ khó mà tiến bộ, con sẽ khó mà trưởng thành. Cha mẹ lo lắng mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể tham khảo khóa học AZ Talent, tự do tài chính cùng con tuổi 30 để con hiểu hơn về tài chính cá nhân. Nhấn đăng ký, theo dõi để nghe xem nhiều video hay hơn của AZ Talent. Hẹn gặp lại cha mẹ ở những video tiếp theo.